Đây là hình ảnh khuôn mặt những anh hùng chiến sĩ trận vong hiện ra tại nơi đây, trên nền trời, tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ Freedom Park thuộc thành phố Westminster, California 92683. Đây là hình ảnh màu gốc, chụp như thế nào chúng tôi in ra như thế. Và nếu đồng bào xây về hướng này, đồng bào thấy đây là một ông rồng vĩ đại đang phun lửa. Tại sao những hình ảnh này hiện ra như thế này tại nơi đây? Là bởi vì những anh hùng chiến sĩ trận vong đã sống lại, và giờ đây quý ngài đang làm việc cùng chúng ta để góp phần cứu nguy nhân loại. Và quý ngài yêu cầu chúng ta thông báo những hình ảnh này cho tất cả nhân loại được biết gấp. Và đương nhiên, quý ngài yêu cầu chúng ta để hình ảnh của quý ngài tại nơi đây, cùng hình ảnh Cha Trời Giêsu cũng đã hiện ra tại nơi đây thuộc thành phố Westminster, California 92683. Đây là hình màu gốc, chụp như thế nào chúng tôi in ra như thế. Và đây là hình ảnh chúng tôi làm màu đậm hơn để cho ai mắt kém có thể xem xét chi tiết rõ ràng hơn. Anh hùng chiến sĩ trận vong yêu cầu chúng ta để hình ảnh của quý ngài tại nơi đây, cũng như hình ảnh Cha Trời Giêsu tại nơi đây, để cho đồng bào bá tánh nhân loại đến đây có dịp chiêm nghiệm và học hỏi. Trong lúc chờ đợi đồng bào tập họp để quyết định về sự việc quan trọng này, bởi vì chúng ta cần thông báo cho tất cả nhân loại được biết gấp. Và trong lúc chờ đợi đồng bào nhập cuộc, riêng tôi thì tôi đã làm việc thông báo những tin mừng này nhiều năm nay. Và giờ đây là giờ mà đồng bào Việt Nam chúng ta cần phải nhập cuộc gấp, bởi vì Việt Giang, Việt Cộng và Việt Kiều đa số cá mè một lứa, đã chưa thật sự ăn năn sám hối, lập công chuộc tội bằng cách là vâng lời linh hồn chiến sĩ trận vong cùng Cha Trời Giêsu để đồng hành với tôi thông báo những tin mừng này đến cho tất cả nhân loại được biết gấp. Đó là lệnh của Thượng Đế Toàn Năng và của hàng triệu triệu anh hùng chiến sĩ trận vong, bảo tôi nhắc nhở cho tất cả đồng bào nhân loại như thế, nói chung và đặc biệt nói riêng là cho đồng bào Việt Nam chúng ta được biết gấp, nhất là ba nhóm Việt Giang, Việt Cộng, Việt Kiều. Đây là cơ hội cuối cùng cho ba nhóm Việt Giang và Việt Cộng và Việt Kiều lập công chuộc tội. Đó là thông báo những tin mừng này cho tất cả nhân loại biết gấp, kêu gọi nhân loại mau mắn ăn năn sám hối gấp. Giờ đây tôi phải đem hình ảnh này về, bởi vì tôi để đây nhiều lần lắm rồi, nhưng mà sau đó thì người dọn dẹp dọn đi chỗ khác, hoặc là bọn Cộng sản, bọn Việt Giang đến đây ăn cắp, hoặc là đôi khi chúng quăng xuống nước. Những hành động như thế đã làm buồn lòng Thượng Đế Toàn Năng và buồn lòng hàng triệu triệu anh hùng chiến sĩ trận vong. Giờ đây những cái đó hãy ăn năn sám hối gấp, bởi vì chúng bay sẽ đối diện với sự trừng phạt của Thượng Đế và của hàng triệu triệu anh hùng chiến sĩ trận vong, bởi vì chúng bay đã vô phép, vô lễ, khinh khi Cha Trời Giêsu, và cũng như chúng bay đã khinh khi hàng triệu triệu anh hùng chiến sĩ trận vong. Giờ đây chúng bay cần phải ăn năn sám hối gấp, cũng như tất cả nhân loại cần phải ăn năn sám hối gấp. Ảnh màu gốc, hình màu gốc như thế này, chúng ta phải có hình màu gốc thì chúng ta mới có thể làm hình đậm hoặc lợt.
Ở đây chúng tôi làm hình đậm hơn, đây là khuôn mặt cho trời Giê-xu có phép lạ và đầy quyền năng. Đồng bào cần có những hình ảnh này để trong nhà mình cũng như tặng cho người thân và thường xuyên cầu nguyện cùng hình ảnh khuôn mặt cho trời Giê-xu thì chắc chắn đồng bào sẽ được sự bình an cũng như sẽ vượt qua những khó khăn đang gặp phải và đương nhiên sẽ tránh khỏi những đại nạn trong những ngày tháng sắp tới đang xảy ra. Một lần nữa, Y sư Thánh Giống Minh Vương Việt Nam thành thật cảm ơn đồng bào đã theo dõi phần thông báo và tường trình vô cùng quan trọng ngày hôm nay. Nhớ vào trang website của chúng ta học hỏi và đồng thời copy những hình ảnh này phân phát cho tất cả nhân loại được biết gấp. Và đây, những hình ảnh có phép lạ đi chung. Vì thế đồng bào, những ai có những hình ảnh phép lạ này cầu nguyện cùng khuôn mặt cho Trời Giê-xu thì những người đó sẽ hưởng trang đại hồng ân của Ngài ban cho trong sự bình an và sẽ tránh được những tai nạn sắp xảy ra trên quả địa cầu trong những ngày tháng năm sắp tới. Một lần nữa, Minh Vương Việt Nam kính chào tạm biệt và xin hẹn tái ngộ.